Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin triển lãm phát triển quốc phòng quốc gia 2024 đã khai mạc tại Bình Nhưỡng để giới thiệu sức mạnh gia tăng và bước tiến lớn của đất nước. KCNA cho biết triển lãm quy tụ những sản phẩm quốc phòng mới nhất gồm các vũ khí chiến lược và chiến thuật, được cập nhật và phát triển để phù hợp với tình hình hiện đại. Sự kiện tiếp nối triển lãm vũ khí 2023 mà Triều Tiên tổ chức vào tháng 7 năm ngoái. Với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thời điểm đó, nhân dịp tròn 70 năm ngày ký kết hiệp định đình chiến trên bán đảo Triều Tiên. Theo những bức ảnh được KCNA đăng tải, triển lãm năm nay giới thiệu nhiều loại vũ khí, từ súng trường và xe tăng đến tên lửa để phóng vệ tinh chính xác. Tên lửa Cholima-1 được sử dụng để phóng vệ tinh do thám Baligion-1 lên quỹ đạo vào tháng 11 năm ngoái. Hai ICBM nhiên liệu rắn mới nhất gồm Hoang Sông 19 được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng trước và Hoang Sông 18 công bố năm ngoái cũng được trưng bày tại triển lãm năm nay. Cùng với các tên lửa nhiên liệu rắn khác bao gồm tên lửa siêu thanh tầm trung Hoang Sông 16. Triển lãm còn có dòng máy bay không người lái tự sát mà Chủ tịch Triều Tiên Kim Trân Ân gần đây chỉ đạo sản xuất hàng loạt. Mỗi bức ảnh cho thấy ít nhất 6 loại máy bay không người lái cỡ nhỏ được đưa đến triển lãm. Ngoài ra, còn có một bệ phóng tên lửa đa nòng 240mm. Tuần trước, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang mở rộng xuất khẩu vũ khí sang Nga. Trong đó có bệ phóng tên lửa đa nòng 240mm và các loại pháo tầm xa khác. Theo John Hap, không có hệ thống vũ khí mới nào xuất hiện ở triển lãm, nhưng các chuyên gia cho rằng Triều Tiên có thể đang gửi tín hiệu ra thế giới thông qua triển lãm lần này rằng những vũ khí này có thể được cung cấp cho Nga bất cứ lúc nào. Theo các chuyên gia, điều này cũng có thể báo hiệu ý định của Bình Nhưỡng là phá vỡ mọi triển vọng đối thoại với chính quyền Donald Trump sắp tới bằng cách chứng minh tuyên bố tăng cường năng lực phòng thủ của mình. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời cáo buộc Mỹ cố tình gia tăng căng thẳng và có những hành động thiếu thiện trí. Theo ông Kim Chang Un, bán đảo Triều Tiên chưa bao giờ phải đối mặt với nguy cơ xung đột như hiện nay. Ông Kim Chang Un nhớ lại, các cuộc đàm phán trước đó với Washington chỉ càng cho thấy chính sách hiếu chiến và thù địch rõ ràng chống lại Bình Nhưỡng của Mỹ. Theo thông tin từ truyền thông nhà nước Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong Un mới đây cho rằng các cuộc đàm phán trước đây với Mỹ chỉ càng khẳng định thái độ thù địch không thay đổi của Washington đối với Bình Nhưỡng. Ông cũng nhấn mạnh việc phát triển vũ khí hạt nhân là cách duy nhất để đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, ông Kim Jong Un phát biểu tại một triển lãm quốc phòng nơi trưng bày những hệ thống vũ khí mạnh nhất của Triều Tiên, bao gồm các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng hướng tới lãnh thổ Mỹ. Trước đó trong cuộc gặp với các sĩ quan quân đội tuần trước, ông đã cam kết mở rộng chương trình hạt nhân quân sự không giới hạn. Ông Kim nói, chưa bao giờ các bên tham chiến trên bán đảo Triều Tiên phải đối mặt với cuộc đối đầu nguy hiểm và không liệt, đến mức có thể phát triển thành một cuộc chiến tranh hạt nhân tàn khốc nhất. Chúng tôi đã tiến xa nhất có thể trong đàm phán với Mỹ, nhưng điều chúng tôi chắc chắn từ kết quả này không phải là ý chí chung sống hòa bình của siêu cường này, mà là lập trường toàn diện về quyền lực cũng như chính sách gây hấn và thù địch đối với chúng tôi không bao giờ có thể thay đổi. Trong bài phát biểu, ông Kim kêu gọi phát triển và nâng cấp vũ khí của Triều Tiên thành vũ khí siêu hiện đại đồng thời cam kết tiếp tục thúc đẩy năng lực phòng thủ để củng cố vị thế chiến lược của bình nhưỡng ông donald trump từ lâu đã ca ngợi mối quan hệ của mình với ông kim vào tháng trước ông trump nói rằng hai nước từng có nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân với hàng triệu người thiệt mạng nhưng ông đã ngăn chặn nó nhờ mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo chủ tịch triều tiên cho đến nay vẫn chưa bình luận trực tiếp về việc ông donald trump tái đắc cử tổng thống mỹ ông kim jong un đề cập đến các hội nghị thượng đỉnh thất bại mà không nêu tên ông trump nhà lãnh đạo triều tiên cáo buộc mỹ gia tăng áp lực quân sự lên triều tiên bằng cách tăng cường hợp tác quân sự với các đồng minh trong khu vực và tăng cường triển khai các phương tiện tấn công chiến lược. Ông kêu gọi đẩy nhanh nỗ lực nâng cao năng lực của quân đội được trang bị vũ khí hạt nhân, nói rằng bảo đảm an ninh duy nhất của đất nước là xây dựng sức mạnh phòng thủ mạnh nhất có thể áp đảo kẻ thù. Chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa ngày càng mở rộng của Triều Tiên bao gồm nhiều loại vũ khí có khả năng hướng tới Hàn Quốc và Nhật Bản, cùng các tên lửa tầm xa đã chứng minh khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng, nỗ lực phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng nhằm mục đích cuối cùng là gây áp lực buộc Washington phải chấp nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân và đàm phán các nhượng bộ về kinh tế, an ninh. Trong những tháng gần đây, ưu tiên trong chính sách đối ngoại của ông Kim Jong Un là Nga, khi ông cố gắng tăng cường vị thế quốc tế, chấp nhận ý tưởng về một chiến tranh lạnh mới. Theo đánh giá của các chuyên gia, ngay cả khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, việc nhanh chóng nối lại các hoạt động ngoại giao với Bình Nhưỡng khó có thể xảy ra. Những phát biểu mới nhất này của nhà lãnh đạo Triều Tiên dường như đã làm tan biến triển vọng đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng sau sự kiện ông tái đắc cử vào đầu tháng 11 làm giấy lên suy đoán về khả năng quay trở lại ngoại giao thượng đỉnh giữa hai bên. Người phát ngôn Thomas Buchanan của Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, Stratcom, tuyên bố Mỹ không mong muốn sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nhưng sẵn sàng làm vậy nếu cần thiết và vì lợi ích quốc gia. Đài RT dẫn lời chuẩn đô đốc Buchanan phát biểu tại sự kiện ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế. Nếu phải có một giao tranh thì chúng tôi muốn thực hiện theo các điều khoản mà Mỹ có thể chấp nhận được nhất. Theo ông, điều khoản cụ thể đó là Mỹ giữ vị thế là một nhà lãnh đạo thế giới. Theo ông Buchanan, trong trường hợp có khả năng xảy ra giao tranh hạt nhân, Mỹ sẽ tìm cách duy trì một phần kho vũ khí của mình để tiếp tục gian đe. Ông nói, chúng ta sẽ phải có năng lực dự trữ. Bạn sẽ không sử dụng hết tất cả các nguồn lực của mình để giành chiến thắng phải không? Bởi vì khi đó bạn sẽ không có gì để ngăn chặn vào. Dù vậy, ông Buchanan nhấn mạnh rằng Mỹ không muốn xảy ra các cuộc tấn công hạt nhân và tìm cách tránh điều đó. Những phát biểu của người phát ngôn Starcom được đưa ra vài ngày sau khi tổng thống Nga Vladimir Putin ký phê duyệt học thuyết hạt nhân chiến thuật quốc gia mới, trong đó nêu rõ các kịch bản mà Moscow sẽ được phép triển khai kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình. Học thuyết mới nêu rõ rằng Nga sẽ có quyền cân nhắc lựa chọn hạt nhân nếu nước này hoặc Belarus bị tấn công bằng vũ khí thông thường và nếu hành động gây hấn đó tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của mình. Nói kỹ hơn, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích rằng học thuyết mới trên thực tế trao cho Nga quyền cân nhắc phản ứng hạt nhân khi Ukraine sử dụng tên lửa phi hạt nhân chiến thuật do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc giới lãnh đạo Nga coi nước này như một bãi thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM. Cụ thể, tờ Kiev Independent dẫn lời ông Zelensky nói rằng phía Nga đã sử dụng một loại tên lửa mới để tấn công Ukraine và loại khí tài trên có những tính năng và tốc độ cho thấy khả năng đạn đạo liên lục địa. Ông Zelensky nói trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội X, các cuộc điều tra đang được chúng tôi tiến hành. Rõ ràng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang sử dụng Ukraine như một bãi thử tên lửa. Hiện chính quyền Nga và Tổng thống Putin chưa bình luận về tuyên bố trên của ông Zelensky. Kiev Independent cho biết, tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra trong bối cảnh không quân Ukraine cáo buộc phía Nga đã bắn một tên lửa ICBM từ khu vực Astrakhan nhằm vào thành phố Dnipro ở phía nam nước này trong lịch sử, liên xô trước đây và liên bang Nga ngày nay đều sở hữu kho vũ khí hạt nhân chiến thuật quy mô lớn và từng bị ràng buộc bởi các hiệp ước quốc tế. Đó là hệ quả của nhiều thập niên chạy đua vũ trang trong chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, hiện tại, những thiết chế như vậy đã không còn tồn tại do Mỹ và phương Tây bằng nhiều cách đã rời khỏi các thỏa thuận. Nga có kho vũ khí hạt nhân chiến thuật lớn nhất thế giới, theo sau là kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Tổng cộng, Moscow và Washington kiểm soát khoảng 90% vũ khí hạt nhân chiến thuật trên toàn cầu. Số lượng chính xác có thể khác nhau, nhưng hiện tại, chính quốc gia sở hữu tổng cộng khoảng 12.100 vũ khí hạt nhân chiến thuật, bao gồm Mỹ, Pháp và Vương quốc Anh. Trong NATO, cũng như các quốc gia khác không thuộc NATO là Nga, Trung Quốc, Israel, Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên. Tổ chức này cho biết, ước tính có khoảng 1.710 đầu đạn có thể được quân đội Nga sử dụng được triển khai trên các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc tại các căn cứ máy bay ném bom chiến lược theo FAS, Mỹ có khoảng 1.670 đầu đạn chiến lược được triển khai. Vũ khí hạt nhân chiến lược bị giới hạn bởi hiệp ước New Star ở mức 1.550 đầu đạn và tối đa 700 tên lửa tầm xa và máy bay ném bom. Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí cho biết, tính đến tháng 7, Mỹ triển khai 1.419 và Nga triển khai 1.549 đầu đạn chiến lược trên máy bay ném bom và tên lửa. Vũ khí hạt nhân phi chiến lược hoặc chiến thuật có tầm bán ngắn và ít phá hủy hơn không được các hiệp ước vũ khí bảo vệ. Bộ Ngoại giao cho biết vào tháng 4 rằng họ tin rằng Nga có từ 1.000 đến 2.000 đầu đạn hạt nhân phi chiến lược, bao gồm cả đầu đạn trên tên lửa không đối đất, ngư lôi, bom lực lượng và mìn hạt nhân. Nga đã đình chỉ hợp tác với hiệp ước STAR mới vào tháng 2, 2023. Sau đó, Mỹ đã hạn chế mức độ minh bạch về vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình với Nga, mặc dù cả hai bên đều tuyên bố sẽ tuân thủ các giới hạn của hiệp ước cho đến năm 2026. Nga từ lâu đã hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của mình, bao gồm cả việc đưa vào sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Samat và Zias, khi quân đội Moscow đổ vào Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022. Ông Putin đã đặt lực lượng ra đầy hạt nhân của đất nước mình vào tình trạng báo động cao.